Tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan nhằm rà soát công tác chuyên môn chống dịch liên quan đến vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Tết Nguyên đán sắp đến. Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, các đối tượng người Việt Nam lao động học tập ở nước ngoài, Việt Kiều có nhu cầu về nước rất lớn. Các bộ này đã thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về nguyên tắc đón người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài, khách quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ cũng tích cực làm việc, xem xét việc sớm mở đường bay thương mại. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đường bay nào được mở vì điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đại diện các bộ ngành cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là cân đối giữa khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nước, nhất là khi biến chủng Omicron xuất hiện, với nhu cầu nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài, khách du lịch quốc tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, ngoài nhu cầu đưa chuyên gia lao động quốc tế để phát triển kinh tế, thì người Việt Nam sống, định cư, làm việc ở nước ngoài có nhu cầu về nước, nhất là dịp Tết Nguyên đán này là nhu cầu chính đáng và chúng ta phải có trách nhiệm sắp xếp cho họ. Bên cạnh đó, tình hình dịch hiện nay cũng đã khác so với trước đây, việc bao phủ vaccine ngày càng cao giúp chúng ta dần kiểm soát được dịch bệnh. Vì thế, yêu cầu các bộ ngoại giao, giao thông, y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Công an báo cáo các đồng chí lãnh đạo phụ trách khẩn trương giải quyết từng việc một, đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con. Bộ Y tế phải nhanh chóng ban hành hướng dẫn mới về cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người Việt Nam ở nước ngoài về, theo tinh thần tương tự như người ở trong nước di chuyển từ các vùng có dịch, báo cáo trước ngày 15 tháng 12 tới đây.